Giới thiệu với cả nhà, đây là bộ đôi Riolis, một cặp chim rất là đẹp luôn, rất rất là đẹp. Cái cặp đôi này là của Riolis ha, thì đôi này nổi tiếng từ rất là lâu rồi, và thật sự ra thì cũng hiếm thấy người nào thêu bộ này, bởi vì vải nó là đen nó nên nhiều người ngại. Đây là bộ kit mà em đã bán cho người khác, người ta bây giờ banh ra mình kẻ ô giùm người ta, sẵn tiện mình tận hưởng chút xíu trước khi đưa nó về nhà mới. Thì mọi người có thể thấy đây là hình ảnh của hai kit ha. Bây giờ mình sẽ xem kit 61 trước, 1061. Mọi người có thể thấy nè, đây là vải 14CT với 14 màu chỉ cô tông và hai màu ribbon. Đây là phần chát của nó. Chát rất là to và rõ nha mọi người. Đây là phần chat bên dưới của nó và ở dưới là cái bảng hướng dẫn. Mọi người có thể thấy ở đây nó hướng dẫn rất là nhiều. Đây là bảng chỉ ha. Mọi người có thể thấy nè, đây là mũi ít 2 sợi, ít 3 sợi, ít 2 sợi, 2 sợi, 2 sợi, một hơi luôn nè. Rồi có ít 1 sợi nữa nè. Rồi dấu một mũi 1/2, 1 sợi và đi viền 2 sợi. Có cái cộng màu, có gì màu pha màu. Đây mọi người có thể thấy những cái hướng dẫn của nó bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thì đây là về phần chat, cái này kích thước cũng rất là đẹp để trưng một cặp, thì thật sự cái này rất là đẹp luôn. Đâu rồi, kích thước của nó là 30 x 60. Đây, đây là chỉ cô tông này. Rất là đẹp ha, 14 màu cô tông, sử dụng chỉ anh cho đó. Đây là hai màu ribbon, tấm vải đen tuyền. Rồi kế tiếp là kit 63, cũng tương tự như là kit 61. Đây là bảng chỉ nè, mọi người có thể thấy ít 2 sợi, 2 sợi, 2 sợi, 2 sợi, 2 sợi, 2 sợi. À chỉ à, không phải, cái này là nút pháp. Trời, xém nữa chết rồi. Cái này là nút pháp chứ không phải là pha màu. Đây là nút pháp, bên kia cũng là nút pháp pha màu, bên này là nút pháp. Xém nữa là chết rồi. Xém nữa là nói tầm bậy tầm bạ rồi. Cái người ta về thiêu tùm lum tà la là thấy bà luôn rồi. Nói chung thì cũng có bản hướng dẫn mình có thể đọc được. Mình không, bằng tiếng Anh nè cho dễ hiểu. Chứ còn mấy cái tiếng kia chắc ai mà trình độ mà ngoại ngữ cao siêu mới hiểu nha. Chứ còn gặp như em là thôi dục luôn á. Đây là phần chát ở phần dưới. Đây là phần chát ở thân trên. Bức này thêu nhiều hơn bức kia, mà bức kia thì làm nhiều hơn bức này. Rồi. Xong.